Chào mừng các bạn đã đến với tâm điểm trợ thủ Free Fire. Ngày hôm nay, thầy giáo Hùng Cam sẽ mang đến cho các bạn một chú pet mới đáng mong chờ nhất tại OB29 lần này. Nổi tiếng từ ngàn đời với vẻ ngoài oai phong, dũng mãnh, Phổ là cái tên khiến cho muôn loài đều phải khiếp sợ. Thế nhưng, đến với thế giới Free Fire, chú hổ ấy lại khoác lên cho mình một vẻ ngoài dễ thương, không thể sánh được với khuôn mặt tinh nghịch và đôi mắt vàng, to và tròn. Tiểu hổ dễ dàng chinh phục trái tim của mọi chủ nhân ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không những vậy, chú hổ Free Fire còn sở hữu cho mình một tính cách rất dễ thương, thỉnh thoảng lại dướn đôi vai, vươn lên cho đỡ mỏi đấy mà. Chính sự đáng yêu, gieo biết bao thương nhớ ấy, chú hổ được Free Fire ưu ái đặt cho cái tên Tiểu Hổ. Ôi, nghe thôi đã thấy cưng muốn xỉu rồi. Tiểu Hổ là biểu tượng thời trang trong giới ninja với phiên bản yêu cái đẹp và thích màu tím mộng mơ, luôn mang theo chiếc kiếm trên lưng để sẵn sàng cho mọi cuộc giao tranh. Wow, thế là Tiểu Hổ có khả năng chém đối thủ đúng không? Không, các bạn đừng bị đánh lừa bởi gu thời trang này nhá. Tiểu Hổ nhà ta sở hữu kỹ năng ẩn thân chi thuật giống như một ninja cực ngầu vậy, giúp cho chủ nhân giảm thời gian bị đánh dấu bởi đối thủ. Ở cấp độ 1, kỹ năng của Tiểu Hổ có thể giảm thời gian bị đánh dấu đi đến tận 30%. Lên đến cấp 2, kỹ năng này phát huy tác dụng giảm thời gian bị đánh dấu lên con số 40%. Và ở cấp độ cao nhất, ẩn thân của Tiểu Hổ đạt ngưỡng giảm 50% thời gian bị đánh dấu. Tính ra trung bình, nếu bạn bị đối thủ đánh dấu trong vòng 3 giây ngay khi sở hữu nhân vật này, thời gian bị đánh dấu sẽ giảm xuống 1,5 ở cấp độ cao nhất. Lúc này, nhanh trí chạy đi một chút là đối thủ mất tích rồi. Khách hắn ta có thể tìm được chủ nhân của Tiểu Hổ với kỹ năng ẩn thân chi thuật này. Có thể nói Tiểu Hổ chính là khắc tinh số 1 của những nhân vật đáng gờm như Siro, Moko, Clue hay chú pet Drakey, khi mọi đánh dấu đều trở nên vô nghĩa dưới sự khắc chế siêu mạnh của chú pet chúa tể sơn lâm này. Tiểu Hổ chính là một đối tác tuyệt vời của người chơi, phù hợp với lối chơi tấn công tầm gần, luôn lách, đánh võng, tắt cánh, đánh đầu, làm lạc hướng đối phương mà không sợ bị chúng nắm được vị trí di chuyển. Tiểu Hổ cũng có thể được sử dụng linh hoạt cho những tay xạ thủ tầm xa gây sát thương, cấu rỉa kẻ địch, nhưng vẫn khó để bị phát hiện bởi khoảng cách xa. Combo kết hợp kỹ năng của Tiểu Hổ thật đa dạng. Với combo di chuyển linh hoạt bao gồm Kelly, Chrono, Dasha và Joseph, người chơi vừa có thể phát huy tối đa khả năng tấn công và di chuyển đánh lạc hướng kẻ địch một cách linh hoạt. Combo xạ thủ tầm xa khỏi lo bị phát hiện gồm có Laura, Moko, Raphael và Clue, gây sát thương tầm xa để dễ dàng đổi vị trí bị đánh dấu từ nhân vật mà kẻ địch không kịp phát hiện. Với từng lối chơi, các bạn có thể sử dụng những loại vũ khí sau đây. Nếu bạn là người chơi hệ tầm gần thì sự lựa chọn tuyệt vời nhất đương nhiên là UMP, Gatter, M1014 và MP40. Còn nếu bạn ưa lối chơi tầm xa, có thể sử dụng kết hợp cùng với Tiểu Hổ như VSS, M4A1, SKS hay M82B, hoặc đặc biệt là các loại súng trường có khả năng lắp giảm thanh. Còn nếu không thì chỉ cần mang theo Raphael để hạ gục đối phương khi mà chúng còn chưa kịp biết gì là được rồi. Tiểu Hổ còn là một người bạn vô cùng biết quan tâm đến chủ nhân của mình nữa. Khi bạn Muya giành chiến thắng, Tiểu Hổ sẽ ở bên ăn mừng cùng với người bạn của mình. Còn khi chủ nhân mệt mỏi, Tiểu Hổ lại ngay lập tức chơi đùa với chủ nhân của mình với điệu múa kiếm cưng muốn xỉu luôn đây này. Cả nhà có thấy bé hổ nhà Free Fire đáng yêu siêu cấp khổng lồ chưa nào? Nhanh tay dinh về Tiểu Hổ với đội hình của mình trong tháng 9 này nhá. Free Fire ngày mai có gì? Subscribe là biết.